thì cô thấy cũng là sống để lo cho ba mẹ, cho anh em. Giờ thì cô cũng lo thờ cúng ba mẹ cô. Đất trẻ chuyện biết làm gì, không lẽ cho lồn mà bé con đỏ. Với sự thật này thì tôi mong chính phủ Hàn Quốc và cựu chiến binh đã chấp nhận rồi thì lòng sao cho những vết thương đau đớn của tôi và những người trong không phân nhất phân nhị chúng tôi sẽ vơi đi nỗi đau đó.